của thế Game TV khi mà timeline đề từ đầu đến cuối. Nhưng đó một trận đấu mà game thực sự đấy một trận đấu mà game thủ Hoàng Công Nghiệp là người đánh rất hay khi mà liên tiếp gây áp lực lên nhà của game thủ Trường khiến cho Trường không thể nào hồi lại. Và đó là thời điểm mà game thủ Yugi mà tôi cũng không hiểu tại sao Chip Boy không quản lý lại nhà của game thủ Yugi nhá. Còn trận đấy mà Chip Boy có thể quản nhà Yugi khiến Yugi không hồi lại được thì cũng rất là tươi. Tối anh em cho con lô nào. Vâng, bây giờ là mấy giờ nhỉ? Vâng, 4:05. Đánh lô 05 đi bạn. Vâng, đánh lô 05. Vâng, Game Win đang sẵn sàng chờ đón bạn kìa. Vâng, hiện tại thì Game Win cũng đang có những bản update tháng 5 rồi, anh em có thể vào xem. Vâng, và có những con số để cho Game Win có thể 6-2, 6 team tôi đi. Vâng, 05 team tôi đi. Liệu có sập Game Win không? Sập thế nào được, anh em cứ yên tâm. Không sập được đâu, tất tay 05 cho tôi. Vâng, tất tay 05. Vâng, niềm vui sẽ về với mọi nhà. Bây giờ mới tháng 6 nhỉ? Vâng, còn 2 tuần nữa để có thể đến giải Việt Trung. Anh em tất tay 05 là ngày tối ngày hôm nay sẽ có tiền mua vé Việt Trung. Hãy nhanh tay lên nhà nhé, bởi vì tôi hôm nay tôi hỏi. Vâng, tôi hỏi Jenny Phạm, vợ của Gover thì thấy bảo rằng là sắp hết vé rồi. Thấy bảo rằng là sắp hết vé rồi. Cho anh em cần phải nhanh tay lên. Vâng, tối nay quất con lô tầm 1000 điểm lô xong rồi làm độ 1000 vé Việt Trung. Vâng, còn 2 tuần nữa mới đến giải Việt Trung nhưng mà số lượng vé của bán Việt Trung đã bán rất là khủng khiếp. Không tổng kết bãi quả Kami. Không tổng kết bãi quả chẵn là Kami. Anh Kiên ơi, anh không tổng kết bãi quả à? Anh Kiên ơi. Đúng chưa? Vâng, không thấy anh Kiên trả lời. Vâng, không thấy anh Kiên trả lời thì tôi có thể hiểu rằng có 2 trường hợp xảy ra. Một là anh Kiên đã tổng kết rồi và lạnh lùng không nói gì. Cái thứ hai là chắc là ngủ quên. Kiên ơi. Tổng kết rồi à? Vâng, tổng kết rồi. Ủa ba anh em nóng tính quá. Ok, chúng ta đến với mảnh máy của game thủ không được khóc thôi. Lại, vâng, đây là một trận đấu ở nhà khóc đẹp. Vâng, hoàn toàn có thể đánh chắc nhà bài này. Tôi cảm giác rằng bên phía Game TV mình đánh kiểu ông Chip Boy dâng A cho khóc chủ lực có khi là hay. Thế đánh cả hai nhà chắc nhà rất khoai bởi vì bên họ đã bị giành thế chủ động hơn bên mình. Cái gì đây? Trương đang làm gì này? Đập lô đồ ăn xong rồi, xong con ong rồi. Vâng, đánh xe còn đi đập lô ra này. Tối Kami tối ra Trần Duy Hưng giải xui đi. Em có xui gì đâu mà phải đi giải xui nhỉ? Nhưng mà nếu như mà anh Tài à, như mà 1994 cũng là bạn thôi. Nếu như mà bạn mời thì mình cũng xin nhận tấm lòng. Tí lưu số điện thoại nhá. Một trận đấu mà game thủ Trương của chúng ta là người đi đập lô đồ ăn. Vâng, đóng thêm một cái S để ăn với Hiếu 2. Quá khoai. Tối tất tay 05 nhé Kami. All in 05 nhỉ. Chuẩn rồi. Game Win có đặt lô được không? Có. Vâng, em chỉ biết nói có thôi. Vâng, Bùi Báo Hình là một trong những tay vâng quản lý của Game Win. Nếu như mà anh em nào muốn hỏi rõ ràng hơn thì anh em có hỏi Bùi Báo Hình nhá, đừng hỏi tôi. Tôi không biết gì đâu. Em chẳng biết, em chẳng thấy, em chẳng nói. Và đây chiếc BM dành cho game thủ Trương. Vâng, với một bài vâng đi ăn đập lô như thế này thì Trương lên đời muộn nhất. Vâng, kích đời 11 cũng là chuyện bình thường, thậm chí là 11:30. Quá khoai. Chị bòi. Màn hình máy lên chụp.
Vâng, chị bòi là một bài rất khỏe, nhưng mà em cần phải để ý nâng chặt gỗ nhá, không lại hỏi sao lực khỏe thế mà quên không nâng chặt gỗ. Vâng, có vẻ như rất tự tin, không thèm kiểm tra lại BM. Chiếc bài thứ ba dành cho game thủ là chị bòi. Vé về chung. Mình khuyến khích là anh em nên mua vé về chung, nên mua trực tiếp, bởi vì sẽ được chụp ảnh với những hot girl. Vâng, ví dụ như hot girl Thư Sành Sứ xinh đẹp này, hoặc là hot girl Jenny Phạm vợ của Vơ này, vợ của Vơ thôi nhưng mà chưa cưới. Anh em nào muốn vâng đập chậu cướp hoa này cũng hoàn toàn có thể. Vâng, tôi không phản đối việc đấy. Ok, chúng ta quay trở lại với máy của game thủ Hello Chiboy. Lại là một bài dâng A, 5A, 6A đến từ game thủ Chiboy. Và vẫn cái vị trí mà đã từng giúp cho hai thành viên của phía Game TV giành được chiến thắng trong kèo ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng Chiboy có thể thành công với vâng một bài dâng 6A của mình hay không. Nhìn cái vạch lên đời của ông không được khóc mà tôi cũng cảm thấy rất là buồn. Hình như là có phế 2% nhé bạn sang CK4VN nhé. Cái đấy thì bạn hỏi nên hỏi Bùi Áo Hình, bởi vì mình cũng không rõ. Mình cũng không rõ vấn đề này lắm. Vâng, các bạn đừng hỏi một con người ngoan ngoãn như mình về game win nữa. Vâng, game win toàn những ông như Bùi Báo Hình thôi. Vâng, tân quân thứ hai đến từ game thủ Chiboy. Chiboy đang đi đâu đây? Thôi chết rồi, đúng một đường vòng cung không gặp ai. Vâng, tân quân thứ ba. Vâng, gặp luôn nhà của game thủ Hoàng Công Nghiệp. Thôi sao? Màn hình máy đến từ game thủ không được khóc. 40/18, vẫn chưa ai đụng vào này. Như vậy là vẫn là tươi. Vâng, màn hình máy đến từ game thủ Chiboy 40/48. Và đây là những con cung R của game thủ Hello Chiboy. Đây là 3 tân quân 18 con cung R đến từ game thủ Hello Chiboy. Có ốp được quân nhà của game thủ Hoàng Công Việt không? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Vâng, vị trí đứng của quân của game thủ Hoàng Công Việt là xấu hơn bên mình, nhưng số lượng cung R ít hơn. Tạm thời Chiboy vâng rút lui một tên để có thể vào bóng máy. Vâng, họ xuống dốc chơi luôn. Phạt điều R tới từ game thủ Chiboy. Và có sự có mặt của game thủ Vâng Hoàng. Vâng, có sự có mặt của game thủ Trương Vũ Kỵ đang ở đây, nhưng Yugi cũng đang có mặt đây. 2v2, số lượng quân của thành viên bên phía Game TV đang là đông hơn. 34/52, bị mất toàn bộ số lượng nông dân ở nhà. Vâng, Chiboy chỉ còn quân đi công thôi. Vâng, một pha đứng trên dốc dành cho thành viên của phía Team Sky, và nó liệu rằng có thành công hay không. Vâng, vẫn đang là ngồi xổm đông ngăn hẳn và có thể ăn được trong tình huống này. 32/56 dành cho game thủ Hello Chiboy, và chúng ta sẽ đến với màn hình máy của game thủ không được khóc. 53/64, vâng, vẫn đang là điều rờ tới từ các thành viên của bên phía Team Game TV. Số lượng quân vẫn đang là đông hơn. Vâng, lên dốc luôn, đẩy lùi quân của phía đối phương về sân nhà. Vâng, một tình huống đi quân hơi lỗi đến từ game thủ Yugi. Vâng, nó khiến cho game thủ khóc có thể đỡ nhà trong tình huống này. Nhưng liệu rằng Chiboy có thể ốp quân được, vâng, có thể ăn được bên phía đối phương không khi mà Chiboy đã mất toàn bộ dân. Chiboy chỉ còn quân. Vâng, Chiboy đi sạc quá rồi, 31/56. Vâng, chỉ còn quân mà thôi. Vâng, pha chạy dần đến từ bên phía đối phương, pha vẩy e đến từ game thủ Hello Chiboy. Khá nhiều dân của game thủ Hoàng Công Nghiệp nằm xuống. Nhưng đây là một tình huống mà nhiều khả năng rằng game thủ Chiboy sẽ mất toàn bộ số lượng cung R đi công này. Vâng, hai đang rất yếu, mất rất nhiều dân tới từ Hoàng Công Nghiệp. 27/56. Nhưng tôi đang không biết rằng Hoàng Công Nghiệp có yếu hơn Chiboy không nhá. Yếu thì là rất yếu rồi. Vâng, cũng đang cụp vào, timeline đang đè xuống. Timeline của game thủ Chiboy và Hoàng Công Nghiệp đang là cân phèo nhau. Đang là cân phớ. Tuy nhiên Yugi hình như đang to hơn so với game thủ Trường một chút. Vẫn đang là 32/56 dành cho game thủ Chiboy. Một tuần mất time rất đau đến từ Chiboy. Time này đang cần trở lại. Đang cần trở lại khi mà Hoàng Công Nghiệp đang mất rất nhiều những con đồng dân. Chúng ta quay trở lại với mảnh máy của game thủ không được khóc, đang là 58/100. Time này của khóc đến thời này tôi nghĩ rằng sẽ yếu hơn so với game thủ Yugi. Yugi giờ tầm khoảng độ 7x.
Anh em cứ yên tâm, cứ nghe em 0550 mà đánh. 50550 mà đánh, yên tâm đi. Vâng, đây là một tình huống điều quan tới từ game thủ Trường Vô Kỵ. 67/104. Du Kỳ là một điểm số quá cao. Vâng, Hoàng Công Nghiệp vẫn đang có thể sóc đều được nhưng nhà Hoàng Công Nghiệp cũng không mất nhiều dần, và nên nhớ rằng Hoàng Công Nghiệp vẫn đang còn ruộng. Nói chung đây là một trận đấu mà vẫn là khoai. Vâng, em ở ngay Game TV Shop thôi, địa chỉ số nhà 15 ngõ 72 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội. Nhưng anh em đi thì nhớ mang theo nhiều người, bởi vì Game TV Shop có 3 vệ sĩ cao 1m9 đang đứng ở trước cửa. Nếu như anh em tìm em để trả thù thì nhớ mang theo nhiều người nhá, ít người là không thành công đâu. Chào support Hoàng Thùy Linh. Xin lỗi, Thùy Linh, quên. Chữ Hoàng nữa, quen mồm. Vâng, pha vẩy tuyệt vời tới từ game thủ Trường. Vâng, Yugi không để ý trong tình huống đấu quân này. Úi giời ơi, người ta đông quân quá. Vâng, hỏi sao mà không để ý, hóa ra là ngồi xổm đông hơn hẳn. /120. Vâng, liệu rằng game thủ Trường có thể vâng bật kèo được hay không? Chi Boy thả bao nhiêu đây? 33. Hoàng Công Nghiệp sẽ to hơn so với game thủ Chi Boy là cái chắc. Người ta vẫn còn ruộng, trong khi Chi Boy bây giờ mới bắt đầu vẫy ruộng. Vâng, các bạn nhớ một điều rằng việc có ruộng sẵn nó sẽ khỏe hơn so với việc anh em vẽ ruộng để có thể hồi lại. Bởi vì những người có ruộng sẵn thì cũng sẽ chỉ thế mà làm việc thôi, không mất gỗ. Vâng, trong khi Chi Boy đây một bài cần phải bung ra khá nhiều gỗ để có thể vẽ lại những cái ruộng để hồi lại. Chi Boy sẽ không thể nào vâng có thể thi đấu ở trong một vài phút tới. Quan trọng nhất rằng là game thủ Yugi không được phát hiện ra cái hốc của trên góc 12 giờ. Màn hình máy tới từ game thủ không được khóc thôi. 94/136. Vâng, xin giới thiệu mọi người luôn là em Thùy Linh, support của Game TV chưa có người yêu. Vâng, chưa có người yêu nha, cơ hội rất lớn dành cho tất cả anh em. Và vâng, với việc em làm support thì cái việc anh em có thể tiếp cận rất đơn giản thôi. Vâng, Thùy Linh làm việc ở khung giờ vào buổi sáng, tức là nếu như anh em vâng cứ buổi sáng anh em vào gametv.vn và chat giới hỗ trợ khách hàng thì sẽ là em Thùy Linh nói chuyện với tất cả mọi người. Và lúc đấy là thời cơ để cho anh em có thể xin địa chỉ này, số điện thoại này, Facebook này, vân vân. Đây là một trận đấu mà vâng bên phía GameTV đang gặp rất nhiều bất lợi rồi. Có lẽ là chúng ta hy vọng một trận sau rồi. Vâng, 2-0 trong C3 dành cho các thành viên của bên phía Sky Red. Và các bạn ơi, tôi hãy cùng tôi